Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Ngày 22 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 11 đã khai mạc kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 và thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng. Kỳ họp được diễn ra trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 7 năm 2019. Sự kỳ họp của đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Cao Hữu, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Hội đồng Nhân dân huyện, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định các vấn đề chủ yếu sau đây. Thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, quyết định các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Thứ hai, xem xét đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành Dân sự huyện, báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền. Thứ ba, nghe báo cáo của các ban Hội đồng Nhân dân huyện về thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, xem xét báo cáo của các cơ quan đơn vị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân huyện và xem xét các báo cáo khác được trình tại kỳ họp. Thứ tư, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận về các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đồng thời tiến hành chất vấn, nghe các trưởng phòng ban, các ngành hữu quan trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Thứ năm, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định một số vấn đề về công tác nhân sự của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo luật định. Kính thưa Hội đồng Nhân dân huyện, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019 vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là những diễn biến bất thường của thời tiết, diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Sự biến động về giá cả thị trường sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong huyện. Nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này là tập trung đánh giá đúng thực trạng, tình hình, phân tích những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ đúng nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời đề xuất các chủ trương, giải pháp thiết thực, quyết liệt nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm 2019. Kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân huyện có khối lượng công việc khá lớn với nhiều nội dung quan trọng. Trong thời gian qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự, các phòng ban ngành, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng Nhân huyện, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân và các cơ quan tổ chức hữu quan đã tích cực phối hợp, nâng cao chất lượng, chuẩn bị các nội dung của kỳ họp, thực hiện đúng chương trình tiến độ đề ra. Để nâng cao chất lượng kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân huyện nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, có nhiều ý kiến thiết thực, quyết định các vấn đề quan trọng của kỳ họp, góp phần cho thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri trong toàn huyện. Với tinh thần đó, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11. Kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nhân dân và cử tri toàn huyện sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động của Hội đồng Nhân dân huyện tiếp tục có nhiều đổi mới. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2019, triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra, bảo đảm quy định pháp luật. Hội đồng Nhân dân huyện từng bước phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân huyện đã triển khai thực hiện giám sát các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các ngành liên quan về giải quyết
ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 11, đôn đốc giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện tại các phiên họp thường kỳ của thường trực Hội đồng Nhân dân, việc thực hiện các kiến nghị sau các cuộc giám sát chuyên đề năm 2017-2018 của thường trực Hội đồng Nhân dân huyện. Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện đã hoàn thành giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông từ năm 2016 đến tháng 3 năm 2019 tại các xã, các cơ quan đơn vị. Ban Kinh tế xã hội tổ chức giám sát công tác xử lý rác thải ở khu dân cư, các xã thị trấn từ năm 2016 đến 2018 trên địa bàn huyện, thẩm tra các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về dự kiến phân bổ nguồn kinh phí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng cơ sở vật chất trường học và vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2019. Ban Pháp chế tổ chức giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy từ năm 2016 đến 2018 trên địa bàn huyện. Nhìn chung, hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân huyện đã bám sát các quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 và triển khai đúng chương trình kế hoạch đề ra. Qua giám sát cho thấy, Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng ban cơ quan chuyên môn, các cơ quan hữu quan ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng thời hạn các kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tại các phiên họp thường kỳ, tổ chức giám sát, khảo sát theo từng vấn đề, lĩnh vực cụ thể đã có hiệu quả, tác động kịp thời tới các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực thi pháp luật và ổn định đời sống nhân dân. 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thực hiện có hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện nêu rõ, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trong bối cảnh kinh tế của tỉnh huyện còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cả cấp cả ngành từ huyện đến cơ sở nên tình hình kinh tế xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế phát triển ổn định, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Về sản xuất nông nghiệp, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, thực hiện chuyển đổi 7,64 ha đất trồng cây lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được quan tâm. Chỉ đạo tranh thủ nguồn vốn của các chương trình dự án để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Các loại giống mới tiến bộ kỹ thuật có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất. Các công trình thủy lợi được đầu tư nâng cấp, tu bổ kịp thời, cơ bản chủ động nước tưới cho cây trồng, đã tích cực ứng dụng khoa học tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi. Sản xuất vụ đông xuân toàn huyện đã gieo được 3.471 ha, đạt 102,3% kế hoạch so với cùng kỳ, giảm 28,9 ha. Năng suất các loại cây trồng đạt khá, sản lượng lương thực vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, vụ hè thu đã gieo trồng được 1.133 ha, đạt 95,8% kế hoạch. 99,7 ha ngô đạt 43,3% kế hoạch. Đầu các loại đạt 51,4% kế hoạch. Tổng đàn gia súc đến mùng 1 tháng 4 năm 2019 là 45.365 con, đạt 88,96% kế hoạch. Tỷ lệ bò lai ước đạt 69% tổng đàn, tỷ lệ lợn máu ngoài chiếm trên 98% tổng đàn, tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi, tiếp tục thực hiện các quy trình xây dựng thương hiệu gà đồi Tiên Hóa. Đến nay, Cục Sở hữu Trí tuệ đã ban hành quyết định về cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Toàn huyện có 13 trang trại chăn nuôi đạt tiêu chí nuôi ong lấy mật, tiếp tục được phát triển, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được đầu tư, diện tích nuôi cá ao hồ 75 ha,
nghề nuôi cá lồng trên sông tiếp tục được duy trì và phát triển. Đến nay, toàn huyện có 393 lồng, sản lượng thủy sản đạt 284 tấn, giá trị thu được trên 22 tỷ đồng. Công tác chăm sóc bảo vệ rừng được duy trì thường xuyên, việc phòng chống cháy rừng được tăng cường, triển khai trồng rừng theo kế hoạch, đã trồng mới được 432. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác buôn bán lâm sản trái pháp luật. Những tháng đầu năm 2019, huyện Tuyên Hóa đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng các tiêu chí phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, bình quân 10 xã đạt 14 tiêu chí, tăng 9 tiêu chí so với cuối năm 2018. Tập trung chỉ đạo xã Phong Hóa và Hương Hóa, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư có hiệu quả. Toàn huyện hiện có 53 trường đạt chuẩn quốc gia, có 17 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoạt động thông tin tuyên truyền đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã tập trung tuyên truyền tốt các ngày lễ của đất nước, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn huyện. Công tác an sinh xã hội, dân tộc tôn giáo tiếp tục được quan tâm và chú trọng thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại khó khăn như công tác chỉ đạo về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, một số xã chưa quyết liệt. Tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện triển khai còn chậm. Công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông thực hiện chậm. Nợ đọng thuế ở một số doanh nghiệp còn lớn, chất lượng giáo dục còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ở một số xã chưa thực sự được quan tâm, vân vân. 6 tháng cuối năm 2019 là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Báo cáo kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân huyện đề ra nhiệm vụ các giải pháp chủ yếu như tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp của huyện, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cho nhân dân, tăng số lượng và chất lượng tổng đàn gia súc, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, quan tâm công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải quyết các tồn đọng vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm thu hút lao động trên địa bàn, khai thác có hiệu quả và quản lý chặt chẽ các nguồn thu đảm bảo thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, tập trung chỉ đạo các trường học chuẩn bị và thực hiện tốt công tác khai giảng năm học mới, nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh tại các tuyến y tế cơ sở, quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác chính sách xã hội, công tác dân tộc tôn giáo trên địa bàn, vân vân. Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cũng đã xem xét 12 báo cáo, 3 tờ trình do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận, các ban Hội đồng nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự trình tại kỳ họp. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cũng như những kết quả, thành tích mà cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả thực hiện cả năm và nhiệm kỳ 2015-2020, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Đồng chí đề nghị Hội đồng nhân dân huyện và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cả cấp các ngành cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tích cực triển khai thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là các kết luận về thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, tập trung đánh giá thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2021, tập trung quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020, đề án cải tạo và phát triển đàn bò lai sinh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020. Hai là tập trung chỉ đạo sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ hè thu đảm bảo khung thời vụ tốt nhất. Ủy ban nhân huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp nghiên cứu chuyển đổi diện tích cây trồng không gieo cấy được do nắng hạn thiếu nước sang các loại cây trồng khác chịu hạn tốt hơn, có giá trị kinh tế cao hơn. Có kế hoạch gia cố sửa chữa nâng cấp các hồ thủy lợi, chuẩn bị ứng phó trong mùa mưa bão sắp tới. Chú trọng công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, dịch bệnh vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi. Không để lây lan trên diện rộng,
đồng thời có biện pháp để chỉ đạo khôi phục đàn gia súc, gia cầm sau khi hết dịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, đôn đốc hai xã Phong Hóa và Hương Hóa hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra, chú ý thực hiện vững chắc các tiêu chí, không chạy theo thành tích, không để phát sinh nợ đồng xây dựng cơ bản, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đồng vướng mắc về đất đai, tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn, tăng cường thu ngân sách, đảm bảo đạt kế hoạch năm 2019, thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu, xử lý nợ đồng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận thuế. Ba là tăng cường công tác củng cố quốc phòng an ninh, tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Tập trung nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng, bằng các biện pháp phải giữ ổn định tình hình, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Bốn là đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, nhất là việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phát huy tối đa quyền chất vấn của mình tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Đối với cơ quan trả lời chất vấn, cần phải giải trình cụ thể, rõ ràng, đúng, trúng trọng tâm, công khai minh bạch, đồng thời giải quyết triệt để những vấn đề được chất vấn. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân huyện cần ý thức đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của mình, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên học tập, rèn luyện và liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe phản ánh trung thực với ý kiến của cử tri, đôn đốc giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, báo cáo đầy đủ kết quả các kỳ họp Hội đồng Nhân huyện, động viên nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước. Năm là đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng lãng phí, đề cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ tận tụy chuyên nghiệp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ công chức viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Ủy ban nhân huyện chủ động rà soát cụ thể từng nội dung vấn đề còn vướng mắc để phân công đơn vị nào, đồng chí nào chủ trì giải quyết và chịu trách nhiệm. Nếu đồng chí nào không làm được thì bố trí đồng chí khác có đủ năng lực, trách nhiệm giải quyết, không để tồn đọng vướng mắc ách tắc cản trở công việc chung của huyện. Sáu là thời gian qua có sự điều động phân công cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và có người xin thôi giữ chức vụ để chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, nên tại kỳ họp này Hội đồng Nhân huyện thực hiện các thủ tục miễn nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân và các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân huyện. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, cân nhắc thị để thực hiện tốt các nội dung về công tác kiện toàn cán bộ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa cử tri và nhân dân trong huyện, để kỳ họp lần này thành công tốt đẹp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cần tiếp tục phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được của Hội đồng Nhân dân huyện trong thời gian vừa qua để nâng cao hơn nữa chất lượng kỳ họp, nhất là nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm, nhất là vấn đề lớn, những vấn đề khó, và bàn bạc các giải pháp để tạo bước đột phá về phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng cuối năm và cả năm 2019. Tôi tin tưởng rằng với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm và chất lượng, kỳ họp lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2019 và những năm tiếp theo. Kỳ họp đã dành thời gian cho các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo, kiến nghị đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019. Đa số các đại biểu đều bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước nỗ lực cũng như những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời đề nghị Hội đồng Nhân dân huyện tăng cường giám sát và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của kỳ họp, chủ trọng hỗ trợ sản xuất, đẩy mạnh thực hiện các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đối với ông Hoàng Minh Đề do chuyển công tác,
miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đối với ông Phan Hồng Kỳ do nghỉ hưu và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Xuân Tuyên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 11 tiếp tục ngày làm việc thứ hai vào ngày 23 tháng 7. Kỳ họp sẽ tiếp tục thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân với thủ trưởng các cơ quan ban ngành cấp huyện, đồng thời thông qua các dự thảo nghị quyết quan trọng được trình tại kỳ họp. Diễn biến của ngày họp thứ hai của kỳ họp sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn trong chương trình sau. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.